Fantasy Spring Casino trân trọng giới thiệu Dạ Vũ Ký ức phai màu vào ngày thứ bảy 26 tháng 3 tại Lít Lao với sự góp mặt của nhóm The Man, Tiến Dũng, Lê Hoàng, Kasim Hoàng Vũ, Trúc Lam, Trúc Linh và Trọng Thắng. Đặt phòng xin gọi Emingo 888-804-6917. Vé đồng hạng 25 Mỹ Kim có bán tại Big Thu Vân và Global Marketing 714-418-9714. Fantasy Spring trân trọng kính mời. Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình giới thiệu Dạ Vũ một lần nữa tại sòng bài Fantasy Spring Casino. Xin trân trọng giới thiệu nữ ca sĩ Trúc Linh, xin gửi lời chào đến Trúc Linh. Một lần nữa Linh rất là vui khi gặp lại anh Thắng và để talk show kỳ này. Và một lần nữa anh Linh xin kính chào quý vị đang xem đài. Và thưa quý khán giả bên cạnh Trúc Linh là cô Amy. Lúc nào cũng xinh đẹp và hôm nay thì Amy trở lại cùng với lại quý khán giả trong cái chương trình là Dạ Vũ với cái tiêu đề là Ký ức phai màu. Ôi trời. Nghe thấy nó tình tự quá phải không? Ký ức là đã thấy mệt rồi còn đã phai màu nữa rồi. Và coi như là ký ức này nó không có được vui lắm cho nên mình cho nó phai luôn. Dạ, nhưng mà khó lắm. Vâng, thưa quý vị, là chương trình Dạ Vũ Ký ức phai màu với sự góp mặt của nhóm The Man đến từ Việt Nam với hai tiếng hát của Tiến Dũng và Lê Hoàng, Kasim Hoàng Vũ. Và đặc biệt là quý vị sẽ được gặp gỡ trở lại nữ ca sĩ Trúc Linh cũng như là Trúc Lam trong chương trình tại Fantasy Spring Casino. Trong cái chương trình vừa rồi đó mà Trúc Linh và Trúc Lam có mặt ở tại Fantasy Spring, quậy quá cho nên là khán giả thích quá. Khán giả của Fantasy Spring đang mong chờ để nhìn thấy lại Trúc Lam và Trúc Linh trên sân khấu của Fantasy Spring Casino. Cảm ơn anh. Trúc Linh ơi, dạo sau này từ năm mới nè, bây giờ là chúng ta cũng còn ở nằm trong mùng coi như là tháng riêng âm lịch phải không? Có nghĩa là vẫn còn Tết Bính Thân. Tháng riêng là dáng ăn chơi đấy. Như vậy thì hồi Tết đến giờ đó là ăn chơi như thế nào rồi? Thật sự ra thưa anh cũng như thưa quý vị, Tết đối với người ca sĩ chúng em thì không có quyền ăn chơi. Bởi vì là cái ngày đó phải đi làm. Vâng. Đi làm nhiều hơn so với tất những ngày trong năm. Thì nhưng mà vui là vì đến mỗi nơi thì Trúc Lam, Trúc Linh cũng được hưởng cái không khí Tết. Tại vì cộng đồng hoặc là nhà thờ hay là chùa đều là làm chương trình Tết. Thành ra là mình không thấy lonely, không có thấy là mình không có được ở với gia đình. Nhưng bên cạnh đó thì cũng được về nhà sau những cái ngày Tết, cũng được ăn uống và chung vui với gia đình trong những ngày Tết vừa qua. Tết thì thật sự rất là mệt bởi vì show rất là nhiều. Nhưng mà vui hơn nữa là Linh với Lam được trở lại Palm Spring kỳ này. Quý vị nhớ nha, sẽ quậy hơn đấy. Tại vì lúc trước chúng em tới còn hơi nhút nhát một tí đấy. Nhưng kỳ này là không nhát nữa đâu. Quý vị phải chuẩn bị nhé. Có nghĩa là hồi đầu thì còn lạ chỗ, kỳ này là hết lạ chỗ. Không rồi, lạ nữa đâu. Vâng. Vâng, và cảm ơn Trúc Linh rất là nhiều và quý khán giả đón theo dõi và trở lại cùng với Fantasy Spring với tiếng hát của nữ ca sĩ Trúc Linh. Và đặc biệt là trong chương trình mà sắp tới đây, vào ngày thứ bảy 26 tháng 3 sắp tới thì Fantasy Spring Casino có gì lạ Amy? Vâng, em muốn nói xin chào khán giả trước, tại vì chưa được nói xin chào khán giả chứ. Xin chào anh chị Trúc Linh với anh Trọng Thắng. Ngày 26 tháng 3 là có show ca nhạc Dạ Vũ của Việt Nam của mình, rồi also có concert của Mỹ nữa. Olivia Newton-John cổ cũng very nổi tiếng trong mấy người Mỹ. And then đêm đó có special promotion cho mấy người nào kéo máy. So it's called 100% Payback Weekend. So giống như là cái earning period á. Tôi xin dạ, nhưng mà Amy muốn là nói là Amy always want, ai đi tới sòng bài Fantasy Spring always a winner. Nhưng mà có ai thua cái đêm đó, just saying là ai thua 100 đồng tới 1.500 á, sòng bài Fantasy Spring give back 100%. So giống như là mình thua 1.500 phải không? Là sòng bài sẽ trả lại 1.500, nhưng mà chia ra 3 tháng là 500 là bắt đầu tháng 4. Tháng 4, tháng 5 với tháng 6 là trả lại 500. So giống như là mình không có thua, mình là winner. Có nghĩa là quý khán giả qua cái sự trình bày của cô Amy Ngô cũng thấy rằng là sòng bài Fantasy Spring Casino đó lúc
lúc nào cũng nghĩ về những cái khán người giả ra khán giả nhiều hơn là cho cho sòng bài, cho nên là 100% trả tiền lại payback là như cái là này cô là, không biết là cái này là theo là idea của Ami hay sao ấy chứ mình chưa thấy có cục chơi nào mà thua rồi mà được trả lại tiền, phải không? Trả tiền thứ nhất là quý vị được xem ca nhạc, rồi quý vị thua quý vị cũng được trả tiền lại đó. Oh my god, that's so nice. Làm sao mà có thể đi đến chỗ khác được, trong khi đến một chỗ mà mình chơi một thua chứ đủ 1,000 nghĩa là phải là tệ lắm, nhưng mà chắc chắn là đến với Fantasy Spring Casino thì lúc nào mình cũng thắng hết á. Trọng thắng thử thời vận ở đây mấy lần rồi, lần nào cũng vui hết trơn á. Nhưng mà âm thầm không cho em biết. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chương trình Giả Vũ Ký Ức Phai Màu sẽ được tổ chức tại Fantasy Spring Casino vào ngày thứ Bảy 26 tháng 3 sắp tới đây. Chương trình với hai suất hát 7:30 tối và 10:30 tối với sự góp mặt của nữ ca sĩ Trúc Linh, Trúc Lam, ca sĩ Hoàng Vũ và nhóm The Man với hai tiếng hát Tiến Dũng và Lê Hoàng. Mời quý khán giả đặt mua vé ngay từ bây giờ. Ngoài ra thì trong chương trình kỳ này cũng nhân đây có Trúc Linh ở đây, và có lẽ là quý khán giả lấy những cái tờ flyer đó và poster mà về cái chương trình này thì quý vị lật mặt đằng sau thì quý vị thấy là có quảng cáo cho chương trình thi karaoke contest ở tại Fantasy Spring Casino mà Trúc Linh sẽ là một vị giám khảo. Trúc Linh ơi, em có chuẩn bị tư tưởng để làm giám khảo chưa? Thật ra cảm ơn anh, Linh cũng được vài lần làm giám khảo, nhưng mà quý khán giả nói là Linh hơi dễ dãi, nhưng mà thôi kỳ này không dễ dãi nữa. Bởi vì thật sự ra cũng mách nhỏ anh một tí thôi là Linh với Lam cũng từ một cuộc thi ra. Linh cũng đã thi rồi mới trở thành một người ca sĩ thực thụ ngay bây giờ. Thì những cái năm cách đây 25 năm thì những cái cuộc thi đó nó không phải bây giờ thì nó quy mô hơn, nhưng mà đối với Linh lúc đó mới lớn thì đó là một cái sự kỷ niệm, một cái gì đó dễ sợ lắm, kinh khủng lắm. Nhưng mà mình bước qua mấy ngàn người như vậy để mình được lọt vào chung kết thì đó là điều không có dễ. Nhưng mà Linh biết tâm lý của người đi thi, cũng căng thẳng rồi sức khỏe rồi đủ thứ chuyện hết, nhưng mà Linh sẽ dễ dãi một tí, nhưng mà không dễ dãi như những cái cuộc thi trước Linh đã làm. Thì thật sự ra cái khó khăn đó cũng là tốt cho những người ca sĩ mà mình bắt đầu đi hát mà thôi, giúp cho mình vững hơn và trưởng thành hơn, chứ không phải là mình khó khăn để cho mình làm cho người khán giả đó hay là một người mà ca sĩ đó họ không thể tiếp tục nữa, họ sợ. Nhưng mà không phải là như thế. Nhưng mà quý vị biết là cuộc thi nào mà khi mình đã đứng lên rồi là mình cũng là người chiến thắng rồi, mình vẫn là người hơn có người khác. Mình có khả năng, phải không? Đúng. Có những người không có khả năng. Thì Linh mong là chương trình karaoke kỳ này, Linh với Lam cũng như là ban tổ chức kiếm được một người tài năng mới để cho mà ca sĩ đã phải hòa nhập chung với lại ca sĩ chúng em bây giờ. Tại vì thật ra thì tre già thì phải măng phải mọc, phải không? Cảm ơn Trúc Linh rất là nhiều, và chắc chắn là sẽ rất là vui trong cái cuộc thi karaoke này, qua cái sự phải như là xét đoán và những cái tiêu chuẩn mà Trúc Linh và Trúc Lam tìm kiếm trong một cái ngôi sao mới tại Fantasy Spring là gì, thì quý vị phải đến tham dự cuộc thi mới được ghi danh ngay từ bây giờ, không thôi muộn. Và sẽ có 4 ngày thi, mỗi một ngày thi như vậy đó là 2 ngày trong tháng 3 và 2 ngày trong tháng 4. Quý vị có thể ghi danh hoặc quý vị gọi điện thoại cho số điện thoại trên màn ảnh nhỏ. Và trước khi mà chúng tôi chia tay thì phải mời cô Emingo giới thiệu về cái giải thưởng nếu như mà được chọn là người chiến thắng trong chương trình karaoke. Dạ vâng, khán giả nào được may mắn được thắng cái final á, là được thắng được một cái music video produced by anh David Van và được được perform on Fantasy Spring Stage, một cái upcoming giả vũ của Việt Nam của mình, and một cái TV talk show. Beside that là mỗi lần khán giả nào thi trong 4 ngày thi á, cái first place á also thắng được 1,000 đồng. Một lần nữa chúng tôi giới thiệu chương trình Giả Vũ Ký Ức Phai Màu được tổ chức vào ngày thứ Bảy 26 tháng 3 tại Fantasy Spring Casino với hai suất hát cùng với những tiếng hát Trúc Linh, Trúc Lam,
ca sĩ Hoàng Vũ và nhóm The Man đến từ Việt Nam. Mời quý vị hãy đặt mua vé ngay bây giờ. Xin chân thành cảm ơn Trúc Linh. Cảm ơn anh rất nhiều. Quý vị nhớ nha, quý vị đừng có lẫn lộn, có hai show, một show dạ vũ và một show karaoke, phải không? Dạ, thì show dạ vũ là vào tháng 3 ngày 26, còn karaoke là tháng 4. Quý vị nhớ nhé. Tháng 3 và tháng 4 luôn. Vâng. Mong được gặp quý vị một lần nữa để chúng em đem hết sức của mình ra để quậy cùng quý vị. Cảm ơn quý vị. Mong gặp lại quý vị rất là sớm. Và cảm ơn Amy Ngọc. Dạ, Amy cảm ơn. Fantasy Spring Casino trân trọng giới thiệu Dạ Vũ Ký Ức Phai Màu vào ngày thứ Bảy, 26 tháng 3 tại Linh Lao với sự góp mặt của nhóm The Man, Tiến Dũng, Lê Hoàng, Kasim Hoàng Vũ, Trúc Lam, Trúc Linh và Trọng Thắng. Đặt phòng xin gọi Amy Ngô 888-804-6917. Vé đồng hạng 25 Mỹ Kim có bán tại Big Thu Vân và Global Marketing 714-418-9714. Fantasy Spring trân trọng kính mời.